chung dãy Trường Sơn một dải rừng liền. Hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa đã trở thành hình tượng bất tử, ngợi ca tình hữu nghị cao đẹp Việt Nam-Lào trong kháng chiến giành độc lập tự do của hai dân tộc, cũng như trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Su Phan Nu Vong dày công vun đắp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Việt Nam và Lào đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh gian khổ vì độc lập tự do của hai dân tộc, đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn đưa tới thắng lợi vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt này, ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thơ đã nhận lời mời phỏng vấn của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa ông, xin ông phân tích và làm rõ thêm ý nghĩa quan trọng của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào. Cái sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương á, nó là một cái tất yếu khách quan. Nó ra đời từ cái yêu cầu đòi hỏi về cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho ba dân tộc Việt Nam này, Lào này, Campuchia này. Cũng là yêu cầu khách quan để mà xây dựng rồi là phát triển đất nước nữa. Thì Đảng Cộng sản Đông Dương đó, tổ chức và lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng Việt ở Việt Nam và Lào. Cái thứ hai đó là xác lập về đường lối cách mạng, tổ chức các phong trào cách mạng. Dẫn đến cái việc là chúng ta có cái cách mạng tháng 8 1945 ở Việt Nam và sự ra đời của cái nhà nước Lào Ít Xa Lạ, tức là cái cuộc cách mạng Lào thành công vào cũng vào năm 1945. Giai đoạn 30-45 đó thì là Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo để mà tạo ra cái sự gắn kết và tương trợ giữa phong trào cách mạng hai nước để mà đấu tranh giành độc lập cho hai dân tộc. Cũng trong quá trình đó đó, Đảng Cộng sản Đông Dương còn có một cái vai trò xây dựng cái thực lực, cụ thể là xây dựng về đảng này, xây dựng về lực lượng chính trị này, xây dựng về mặt trận này, xây dựng về lực lượng vũ trang này. Đó là cái điều hết sức quan trọng, là cái nền tảng đó để mà hai dân tộc mà gọi là hợp lực, cộng lực với nhau thực hiện tương trợ này, rồi sau đó là liên minh chiến đấu để mà đạt được những cái nhiệm vụ đề ra cho cả hai dân tộc, tức là độc lập dân tộc, thì mở đường cho phát triển của hai dân tộc mà hòa chung vào cái dòng chảy của thời đại. Trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung giai đoạn từ năm 1945-1975, hai nước Việt Nam, Lào đã liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, vừa thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, vừa vì lợi ích của mỗi quốc gia. Phương châm giúp bạn là tự giúp mình được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào lĩnh hội soi rọi trong tiến trình lịch sử của hai dân tộc. Xin ông cho biết đánh giá vai trò của sự liên kết giúp đỡ nhau trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc của hai nước Việt-Lào. Từ cuối năm 1945, tức là rất là nhanh thôi, sau khi mà cái nền độc lập của Việt Nam được xác lập, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời đó, cũng như là ở Lào đó là nhà nước Lào Ít Xa Lạ ra đời đó, thì cả hai dân tộc phải đương đầu với thử thách rất là lớn, tức là cái cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp. Thế thì cái liên minh chiến đấu đó, nó hình thành thiết lập trên mọi cái lĩnh vực. Thứ nhất là về quân sự, thì trong kháng chiến thì nhiệm vụ quân sự là một nhiệm vụ quan trọng nhất. Một là vừa là hỗ trợ này, tác chiến cùng với bộ đội Lào chiến đấu chống địch này, thì vừa là dẫn dắt để giúp đỡ để xây dựng cái lực lượng vũ trang của Lào. Thứ hai nữa là cái liên minh này có cái vai trò quan trọng trong cái việc xây dựng đảng này, xây dựng mặt trận, tức là hệ thống chính trị này, rồi xây dựng lực lượng vũ trang này. Qua cái sự giúp đỡ hai bên như thế mà cái lực lượng vũ trang, cái thực lực của chúng ta, lực lượng chính trị đó, nó càng càng lớn mạnh lên. Cái thứ ba nữa là xây dựng về mặt kinh tế. Mặc dù là kháng chiến như vậy, nhưng mà ở trong các cái vùng như là cái vùng kháng chiến thì bắt đầu là chúng ta có sự hỗ trợ nhau về kinh tế. Cho nên chúng ta lần lượt là đánh bại các cái nỗ lực chiến tranh của đối phương để dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ, rồi sau đó là dẫn đến cái hiệp định Geneva lập lại cái hòa bình ở Đông Dương. Cái liên minh chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nó lại nâng lên một cái tầm cao rất là mới. Cái con đường Trường Sơn Huyền Thoại nó là cái biểu tượng của cái liên minh chiến đấu Việt Nam Lào là Việt Nam. Vậy xin ông phân tích và làm rõ thêm mối quan hệ Việt Nam Lào trong câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng giúp bạn cũng là mình tự giúp mình. Đây là một cái câu nói mà khi giao nhiệm vụ cho bộ đội Việt Nam sang Lào, tức là giúp bạn, tức là mình tự giúp mình.
Ở đây đó là câu nói này có một cái tầm về cái quan điểm chỉ đạo này, về cái phương pháp giúp đỡ này, là cái tính nhân văn cao cả trong cái việc là giúp đỡ lẫn nhau. Cách mạng Việt Nam, nhân dân Việt Nam, Đảng, Nhà nước Việt Nam giúp đỡ, sẽ chia những cái khó khăn với Đảng này, nhân dân này, cách mạng Lào này, cũng như là cái sự giúp đỡ của Đảng này, của nhân dân này, của nhà nước này, Lào đối với Việt Nam. Nó là trách nhiệm này, nó là nghĩa vụ này, nó như là một bổn phận ấy, tự nhiên á. Cách mạng Lào với Việt Nam có thắng lợi thì cách mạng Lào với mạng Campuchia mới thắng lợi được. Và ngược lại thì cách mạng Lào với mạng Campuchia có thắng lợi thì cách mạng Việt Nam mới hoàn toàn thắng lợi được. Nó gần như là một cái luật như vậy. Cho nên ba cái nước như là một cái nhà, như anh như một nhà đấy. Trong bối cảnh các thế lực thù địch liên tục chống phá sự nghiệp cách mạng của hai nước, theo yêu cầu của cách mạng Lào, Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng Việt Nam cử quân tình nguyện và chuyên gia sang giúp Lào khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, củng cố quốc phòng an ninh, truy quét thổ phỉ và đập tan âm mưu chống phá gây bạo loạn của các thế lực thù địch phản động lưu vong, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào. Thế nhưng với âm mưu thâm độc của mình, các thế lực thù địch đã xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, ý nghĩa cao đẹp, nghĩa vụ quốc tế vô sản cao cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam với cách mạng Lào. Xin ông cho biết quan điểm của mình trước ý kiến phủ nhận ý nghĩa cao đẹp, nghĩa vụ quốc tế vô sản cao cả của Quân đội Việt Nam đối với cách mạng Lào. Quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào là Việt Nam từ trong cái thực tiễn lịch sử và trong cái quan hệ quốc tế đó thì thực sự là hiếm có. Cái này thì không chỉ là cả hai nước là đều khẳng định như vậy, và rất là nhiều những học giả nghiên cứu nước ngoài người ta cũng là có nghiên cứu, người ta cũng khẳng định như vậy. Quan hệ này này thì không phải là bây giờ, mà từ trước á, là bị rất nhiều các thế lực người ta muốn là chia rẽ cái mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào và Lào Việt Nam. Nhưng mà cái quyết tâm giữa hai bên này, Đảng này, nhà nước này, nhân dân hai bên này, rồi là cái hiện thực trong sáng này, rất là chung thủy này, lâu bền này giữa hai nước này, rồi đặc biệt là cái hiệu quả đó mà giúp đỡ đó, mà chính là cái thành tựu thu được có Việt Nam rồi Lào, rồi cái thành tựu có cái mối quan hệ đó đó, thì thực tế lịch sử đó nó bác bỏ những cái luận điệu xuyên tạc này. Bước vào công cuộc đổi mới đất nước, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào được lãnh đạo hai nước chú trọng nâng lên tầm cao mới, hợp tác toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Những thành quả từ hợp tác về chính trị, đối ngoại, quốc phòng an ninh đến hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, hợp tác giữa các địa phương đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc xây dựng, phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế ở mỗi nước. Ngày 26 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra cuộc gặp mặt cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Tại cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo của ba đảng đã đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc gặp, thông báo cho nhau về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước về phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng này, Đài Á Châu Tự Do RFA đã cho đăng tải bài viết Mini cấp cao Việt-Campuchia-Lào, thoát Việt là nỗi lo lớn nhất của ông anh cả, đồng thời đưa ra những luận điệu xuyên tạc trắng trợn như cả ba anh em đều xét duyệt lại mối quan hệ giữa họ với nhau. Trước đó, sau chuyến thăm chính thức Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, BBC News cũng đăng tải bài viết Chuyến thăm Lào cho thấy đảng thiếu bạn, với nội dung nhuốm màu cả khịa và chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào. Xin ông phân tích và làm rõ thêm mục đích mà các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc các cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào. Ở Việt Nam có câu cách mặt để xa lòng, tức là phải có việc là gặp gỡ với nhau. Nó không chỉ là giải quyết những vấn đề gọi là cách mạng qua dân tộc, cũng vấn đề là quốc kế dân sinh của dân tộc, mà chính là thắt chặt có quan hệ tình cảm nữa. Ở Lào thì cũng có một câu rất là hay: ngọc mà 3 năm mà không mài thì thành đá, anh em 3 năm không thăm nhau thì thành người xa lạ. Do đó, đó lãnh đạo cấp cao hai bên, các cấp, các ban ngành này, các địa phương này thường xuyên tổ chức những cuộc giao lưu gặp gỡ như vậy. Và có một điều đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của chúng ta đó, rồi Lào đó, thường xuyên tổ chức những cuộc gặp hai bên. Cái việc mà xuyên tạc những cái chuyến thăm như vậy đó thì nó nằm trong một cái hệ thống xuyên tạc của các cái thế lực thù địch.
Nhằm cái mục đích là chia rẽ cái mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam, Lào, Lào Việt Nam. Tôi cũng nhấn mạnh lại, tức là không phải bây giờ. Trước đây nó đã như thế nhiều lần rồi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của mỗi nước đã đạt được những thành tựu to lớn. Tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương hai nước được duy trì thường xuyên, giao lưu giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân của hai nước ngày càng sôi động, phong phú. Nhiều dự án, công trình hợp tác mang đậm dấu ấn của tình hữu nghị thủy chung, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã và đang phát huy hiệu quả. Hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào. Hợp tác quốc phòng chống dịch bệnh COVID-19 giữa hai nước trong hơn 2 năm qua, một lần nữa minh chứng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào cũng luôn kề vai, sát cánh và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hợp tác kinh tế trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ hai nước và ngày càng khởi sắc. Dù trong bối cảnh dịch bệnh, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn tăng cao. Cố tình phớt lờ đi thực tế tiềm năng Việt Nam đang là điểm sáng về phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn hạ thấp vị thế, môi trường đầu tư của Việt Nam, phủ nhận kết quả thương mại giữa Việt Nam và Lào, xuyên tạc hàng hóa giữa hai nước không đảm bảo chất lượng, cho rằng quan hệ thương mại sẽ mù mịt vì kinh tế Việt Nam đang rơi vào suy thoái. Xin ông cho biết đánh giá của mình về mục đích của việc xuyên tạc quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Lào, cho rằng quan hệ thương mại sẽ mù mịt vì kinh tế Việt Nam đang rơi vào suy thoái. Trên thực tế là thế này, quan hệ về thương mại giữa hai bên theo những thống kê được công bố đó, là năm 2021, cái quan hệ trong thương mại nó tăng lên tới 33% so với cùng kỳ năm trước. Rồi là quan hệ đầu tư thì chúng ta biết là bây giờ là Việt Nam đã đầu tư sang Lào là hơn 200 dự án, tổng số đầu tư là khoảng hơn 5 tỷ đô la đó, đứng thứ 3 trong tổng thể các cái lãnh thổ và các cái quốc gia đầu tư vào Lào. Đặc biệt thế này này, cái quan hệ đầu tư giữa hai bên giúp nhau có hiệu quả rất là cao. Quan hệ hai bên nó đóng góp cho cái việc mà tăng trưởng về kinh tế của Việt Nam rồi Lào. Rõ ràng là những cái điều là điều không thể bác bỏ được. Chúng ta hãy để cho cái thực tiễn, cho cái chân lý nó để mà nó nói lên cái sự thật để bác bỏ những cái luận điệu như vậy. Và theo tôi thì đây cũng là những cái luận điệu mà cho bị thực tiễn lịch sử nó bác bỏ thôi và nó sẽ trở thành lạc lõng thôi. Một lần nữa, cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Nhìn lại lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào qua hơn 9 thập niên kể từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau. Vì vậy, chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bảo vệ, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới."